Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 12 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý bị thương quan án ngữ vận trình trong ngày thứ sáu này nên có thể đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu tỉnh táo dẫn đến thất thoát tiền bạc, tài sản. Do đó bạn cần hết sức thận trọng, nghĩ trước tính sau, có thể tham khảo ý kiến của người khác để hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất. Sự hiếu thắng ở thời điểm này chỉ khiến bạn thiệt thòi chứ không hề nâng đỡ con đường quan lộ của bản mệnh phát triển. Cảm xúc của con giáp này trong ngày hôm nay khá bốc đồng đó là lý do bạn cư xử khá khó hiểu, vô lý với nửa kia. Không phải lúc nào người ấy cũng đủ bao dung để tha thứ cho mọi lỗi lầm mà bạn gây ra, khi vượt quá giới hạn chịu đựng, mọi chuyện có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh kim. Ngày đi xa có tài lộc, hoặc nhận được tin tức về tiền bạc, việc làm, công danh ở xa. Trong nhà có người thân đi xa, có tin tức tốt về chuyện tình cảm, giao thiệp, giao dịch, kết bạn. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy. Hết sức tránh sự tranh luận, tranh cãi, đôi co vô ích. Đề phòng tiểu nhân, làm gì cũng nên cẩn trọng, gặp trở ngại. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh, hao tốn về quà cắp, đám tiệc. Cẩn trọng sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bồn mạng, nên cẩn trọng trong những công việc có tính quan trọng. Đề phòng sự thị phi kiện cáo, tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm. Quý nhân hoặc bè bạn tốt là phái nữ, có hỷ sự. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của buồn mạng, nếu có tin tức tốt cũng nên dè dặt kiểm chứng lại. Có tài lộc có cơ hội cho sự phát triển công việc có quý nhân hoặc người đỡ đầu. Tình cảm vui vẻ, ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn có hỷ sự. Có người đi xa Tử vi tuổi nhâm tý, thuộc mệnh mộc, ngày tuổi của bổn mạng, nên cẩn trọng trong những công việc có tính quan trọng. Hãy làm vì uy tín, danh dự của mình nhiều hơn là tài lộc. Đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm. Cuối ngày có tin vui hoặc gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi sửu, Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, lục hợp che chở cho người tuổi sửu nên bản mệnh có một ngày đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được một nửa ưng ý qua giới thiệu của bạn bè, người thân. Với các cặp đôi, hôm nay sẽ là một ngày ngọt ngào và lãng mạn với cả hai. Những mâu thuẫn dần được tháo gỡ, hai người hiểu nhau hơn và đạt được sự thăng hoa trong tình yêu. Hạnh phúc nồng nàn cháy bỏng, trải qua rông bão thì tình cảm hai bạn lại càng bền chặt hơn chính ấn còn là các thần soi bóng đường công danh sự nghiệp của những chú châu thêm phần hanh thông. Người tuổi sửu chăm chỉ lại được nâng đỡ, nên dịp này thu về nhiều lời khen ngợi và khoản thưởng xứng đáng. Bạn sắp có cơ hội ăn mừng thật lớn rồi đấy. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ tí, ngọ. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim. Không nên trông đợi quý nhân về sự giúp đỡ, không được như ý, có sự chậm trễ hoặc rời hẹn, sai hẹn tài lộc không tốt, nếu có cũng phải tranh cãi, hoặc phải chia chác. Trong nhà công danh, tài lộc, tình cảm của người nữ không tốt. Hao tài cho phái nữ khi giao dịch, kết bạn, đi xa hay gặp trở ngại, nên sửa chữa nhà cửa. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Có sự thay đổi nơi ăn trốn ở, công việc làm ăn, tình cảm. Có tài lộc nhưng dễ hao tán về mua sắm, tu bổ, sửa chữa, quà tặng. Có hỷ sự, bạn mới. Đi xa gặp quý nhân hoặc nhận được tin tức của quý nhân ở xa đem lại điểm tốt cho mình tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nên thay đổi phương hướng công việc làm ăn nếu đã có gia đình thì có tin vui về công danh tình cảm của con cái tài lộc tuy có chút ít nhưng không nên tiến tới nên an phận hoặc chỉ có tin tức tốt về tiền bạc việc làm có quý nhân nâng đỡ mình trong công việc tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ làm gì cũng nên cẩn trọng uy tín của mình là điều trên hết có tin không tốt về công danh việc làm nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hay tình cảm hiện tại nếu có lời đề nghị. Công việc dù có khó khăn, hoặc chưa thấy lợi lộc trước mắt nhưng sau sẽ có kết quả tốt và có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc trung bình, ngày có đám tiệc, có lộc ăn, có tin xa về chuyện tình cảm. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Trong công việc cần phải có sự khéo léo nếu không sẽ khó thành công. Dù gặp tin xấu cũng không nên nản trí hãy tìm phương cách giải quyết. Chuyện thay đổi về công danh, nhà cửa nên tìm quý nhân cho biết ý kiến. Tài lộc tuy có chút ít nhưng không nên tiến tới, nên an phận và có tin tức tốt nhưng chậm có quý nhân nâng đỡ mình trong công việc tiền bạc. Tử vi tuổi dần. Hôm nay người tuổi dần gặp may mắn về đường tài chính nhờ có thiên tài chiếu mệnh. Bản mệnh có thể được hưởng lộc từ những kế hoạch đầu tư kinh doanh tưởng chừng như không có kết quả từ trước đó nên tài vận đang rất dư giả, có khoản tích lũy đáng kể, không sợ thiếu thốn. Người làm công ăn lương nhận được thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lệ theo tử vi hàng ngày cho thấy, việc này có thể khiến bạn mất nhiều thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, dư dôi thoải mái cho việc chi tiêu hơn nên bạn vẫn cố gắng bằng hết sức mình. Hôm nay con giáp này đón nhận những tin vui về tình cảm mà bản mệnh đã mong ngóng bấy lâu nay. Người độc thân có cơ hội bày tỏ với người mình thầm thương trộm nhớ. Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình nhé, nếu cứ bị động bạn có thể để duyên trôi qua mất đấy. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy có người đề nghị công việc nên chấp thuận và bàn thảo chi tiết mọi việc nên cẩn trọng từ tốn không nên hấp tấp quyết định về tài lộc đang lúc gặp sự hanh thông có lợi cho mình tình cảm tốt gia đạo an vui có tin tức ở xa hoặc có khách ở xa đến có lộc ăn hoặc gặp sự vui vẻ tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa ra ngoài nên tránh chuyện thị phi tranh cãi đi xa bất lợi dễ gặp rủi ro về tai nạn xe cộ hoặc bị hư hỏng máy móc sức khỏe không tốt, trong nhà có chuyện buồn hoặc người thân đau ốm, hoặc xúc vật có tật bệnh. Mọi việc nên có sự cẩn trọng, chậm rãi. Không nên hấp tấp vội vàng hoặc tin vào lời nói người khác một cách quá đáng sẽ có hại. Dè dặt chuyện tình cảm, kết bạn. Tài lộc kém. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Đề phòng thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt hoặc gặp phải khó khăn, trở ngại trong công việc. Cẩn trọng khi sử dụng xe cộ, máy móc, đi đường. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm quý nhân hoặc bè bạn tốt là phái nữ. Có hỷ sự. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Cần chụp lấy cơ hội, đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang sẽ không tìm lại được. Tuy nhiên phải buôn ba tính toán cực nhọc, cẩn trọng về lời nói dễ gặp chuyện thị phi, tranh cãi, hao tốn về đi lại, di chuyển, xe cổ. Sức khỏe không tốt, không nên tính chuyện hôn nhân. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Mưu sự việc gì cũng không nên để người khác nhúng tay vào, hãy tự mình quyết định đề phòng sự thị phi kiện cáo tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn trở ngại trong công việc có người đi xa tài lộc còn chậm khó khăn dễ hao có tin buồn tử vi tuổi mão cục diện tí mão tương hình gây ra những khúc mắc trong mối quan hệ của người tuổi mão trong hôm nay sự mâu thuẫn bất đồng giữa các thành viên không ngừng xảy ra không khí đầm ấm gia đình trở nên xa vời thay vào đó là sự căng thẳng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt bù lại chính tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông con đường phía trước rộng mở nguồn thu được tăng thêm kha khá bạn cũng biết cách quản lý tài chính chắt bóp chi tiêu tằn tiện tiết kiệm nên cũng để ra được một khoản kha khá cho mình đây là niềm an ủi không nhỏ sau những buồn phì chuyện tình cảm cho con giáp này trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông nam phía ngoài cửa phòng thai phụ và phòng giã gạo, nơi để chày cối giã gạo. Do đó, thai phụ không nên di chuyển vị trí hoặc tiến hành các hoạt động sửa chữa như đục lỗ, đóng đinh, đổi cửa, thay khóa, sơn cửa, việc làm này có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tị tí. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Mọi mong cầu về tình cảm không nên có tính cách lâu dài. Tài lộc tuy có nhưng dễ hao tán, hoặc chỉ được mời ăn uống, dự đám tiệc, có quà tặng nhỏ. Đến nơi nào không nên ở lâu gặp sự phiền toái, không có lợi. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Có tin tức tốt về tài lộc, công danh, hoặc nhà có hỷ sự về cưới gà, sinh nở, thi cử. Có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở, việc làm. Lợi cho việc kết bạn, thêm người mới, du lịch. Không nên e ngại sự hao tốn nếu khởi đầu cho công việc, làm quen. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang công việc hoặc tình cảm, sẽ không tìm lại được. Có quý nhân giúp đỡ tận tình. Gia đạo có hỷ sự. Tin xa vừa ý. Có tài lộc hoặc có tiệc vui. Gặp bạn cũ. Có thêm bạn mới. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Có tin tức ở xa hoặc có cuộc đi ngắn về vui chơi, tình cảm, tiệc tùng, mua sắm. Tuy nhiên không nên quyết định vội vã vì có sự rời hẹn, sai hẹn, chậm trễ. Hãy cố gắng làm nhiệm vụ của mình cho xong hoặc như đã dự tính có tài lộc hoặc có lộc ăn nhưng cũng có sự hao tốn chút ít. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Sự việc gì cũng nên xảy ra trong một giai đoạn ngắn. Trong mọi việc không nên dây dưa, kéo dài, sẽ có chuyện bất lợi. Có sự giúp đỡ hoặc hao tán cho người khác. Gia đạo có hỷ sự. Tin xa vừa ý, có tài lộc hoặc có lộc về ăn uống đám tiệc. Gặp bạn cũ, có thêm bạn mới. Tử vi tuổi thìn Ngày có sự xuất hiện của quý nhân tam hợp giúp người tuổi thìn có một ngày xuân sẻ, làm việc gì cũng thuận lợi. Nếu bạn còn độc thân thì chớ từ bỏ cơ hội gặp gỡ với người khác phái trong ngày hôm nay, quý nhân chỉ lối dẫn đường, có thể bạn sẽ tìm thấy tình yêu mà mình đã mong mỏi từ bấy lâu. Thiên ấn còn hỗ trợ những chú rồng trong công việc. Kế hoạch tiến triển thuận lợi theo những gì bạn đã tính toán từ trước. Dù có gặp khúc mắc cũng sẽ nhanh chóng được quý nhân chỉ điểm, tìm ra lối thoát phá vỡ thế bế tắc. Con giáp này nhanh nhẹn và biết nắm bắt thời cơ, quảng giao, khéo léo lại có quý nhân giúp nên dễ dàng tỏa sáng ở nơi làm việc. Tất cả những điều này sẽ là bước đệm vững chắc cho con đường thăng tiến của bạn trong tương lai. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Ngày tốt trung bình, nếu có mong cầu tiền bạc thì vẫn còn chậm, hoặc chỉ có tin, chấp nhận trên nguyên tắc thỏa thuận nếu có tài lộc đến, thì cũng là tiền trung gian nhờ mình chuyển dùm, hoặc là tiền có sự phân chia, tạm ứng. Hãy mạnh dạn nói lên ý định của mình khi thảo luận, góp ý kiến. Nếu tiến hành giải quyết công việc thì không nên câu nệ những tiểu tiết. Chuyện tình cảm chưa có thể tỏ bày một cách trọn vẹn, chưa phải là lúc thuận tiện. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Nên tìm cách đi xa hoặc sắp xếp thu vén công việc, hoặc thay đổi phương hướng làm ăn, ngành nghề, nhưng vẫn chỉ là dự tính không nên hành động. Cần tham khảo ý kiến của người quý nhân, bè bạn hoặc qua báo chí, sách vở. Trong sự giao thiệp, gặp gỡ, tranh luận nên có sự hòa hoãn, tránh tranh cãi. Tài lộc tốt nhưng cũng phải đề phòng tình huống có sự đảo lộn. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc việc làm đã đến lúc kết thúc dù có sự chắc trở đôi chút. Không nên ngồi tại chỗ, tự mình phải đi đến. Tin tức chậm, hoặc có tin ngoài ý muốn, ngoài sự giao ước. Không nên nóng tánh khi có sự tranh cãi, thi phi việc mong cầu về tài lộc có sự chắc trở hoặc không được như ý trọn vẹn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có nhiều công việc đến cần phải giải quyết ngày có nhiều bận rộn việc mong cầu về công danh tài lộc sẽ có kết quả nhưng chậm hoặc chỉ là tin ngoài hành lang công việc tuy có trở ngại chút ít nhưng nếu bền trí thì vẫn có kết quả không nên chán nản khi thấy có sự trì trệ hoặc tin tức chậm có tin buồn sức khỏe không tốt tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy đề phòng mọi rủi ro, bất chắc, ngày gặp nhiều chuyện khó khăn hoặc phải làm việc nhiều mới có kết quả. Tài lộc tuy có nhưng chậm chạp và cũng phải chi phí vào những việc cần thiết. Ngày có sự gặp gỡ, có tin xa, có người đi xa. Tử vi tuổi tỵ. Thiên quan xuất hiện trong tử vi thứ sáu của người tuổi tỵ là điểm báo có tiểu nhân quấy nhiễu, nhắc nhở con giáp này chớ nên chủ quan những lúc như ngày hôm nay đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn của bạn. Chỉ cần một lúc lơ là, để cơn giận bộc phát là ngay lập tức có kẻ lợi dụng để làm hại bạn. Vì thế, những chú rắn hãy kiểm soát tốt cảm xúc của mình để tránh những mối họa có thể đến trong ngày hôm nay. Kim hỏa xung khắc, đường tình duyên chắc trở khiến cho bản mệnh thấy chán nản và không biết nên làm gì để thoát khỏi tình trạng bế tắc này. Dù bạn yêu đối phương rất nhiều nhưng không tránh được sự thất vọng về cách cư xử vô lý của người ấy. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần ngọ. Tử Vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Đi xa bất lợi, làm gì cũng gặp trở ngại, công việc này sinh các vấn đề ngoài dự tính cần phải giải quyết nhanh chóng. Giao thiệp với phái nữ bất lợi, có tin tức không tốt cho thân nhân ở xa, hao tốn về xe cộ, máy móc, tài lộc kém. Tử Vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ có tài lộc nhưng hao tốn về chuyện giao thiệp đình đám giúp đỡ người thân xe cộ máy móc nhà cửa đồ đạc trong gia đình có người đi xa gặp lại người xưa tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc đừng do dự sẽ mất cơ hội kiếm tiền công danh chức vụ tình cảm nếu có người đề nghị công việc nên chấp thuận tình cảm tốt đề phòng sức khỏe không tốt trong thân nhân có người đau ốm hoặc có tin xấu về công danh tiền bạc tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nếu muốn cho mọi việc tốt đẹp thì phải chịu khó, sẽ gặp may mắn hoặc có quý nhân giúp đỡ. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt hoặc tiểu tiết mà bỏ qua cơ hội. Sẽ có tin vui, ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, họp mặt, cuộc vui nhưng có sự chậm trễ hoặc không được như ý. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy. Trong công việc cần phải có sự khéo léo nếu không sẽ khó thành công. Dù gặp tin xấu cũng không nên nản chí hãy tìm phương cách giải quyết. Chuyện thay đổi về công danh, nhà cửa nên tìm quý nhân cho biết ý kiến tài lộc tuy có chút ít nhưng không nên tiến tới nên an phận và có tin tức tốt nhưng chậm có quý nhân nâng đỡ mình trong công việc tiền bạc tử vi tuổi ngọ tý ngọ tương xung báo hiệu một ngày vận trình kém sắc với người tuổi ngọ bản mệnh sẽ trải qua không ít chuyện muộn phiền công việc không kịp tiến độ khiến tinh thần xuống dốc có người còn thấy công việc lặp đi lặp lại nhàm chán muốn nhảy việc ở thời điểm này hung thần này còn gây ra những tranh chấp xích mích với đồng nghiệp trong quá làm làm việc khiến đôi bên không thoải mái chuyện này chủ yếu liên quan tới lợi ích và cạnh tranh vị trí nên chắc chắn không thể nhường nhịn qua loa được đây có thể sẽ là cuộc chiến dài do đó bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé ngũ hành xung khắc là dấu hiệu cho thấy đường tình cảm của con giáp này không được suôn sẻ người có đôi có những mâu thuẫn về chuyện nuôi dạy con cái hoặc vấn đề cơm áo gạo tiền người độc thân vẫn chưa gặp được người ưng ý có thể yêu cầu của bạn quá cao nên khó lòng tìm được người nào có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn mình đề ra. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi thân. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim. Ngày xung của buồn mạng, dễ hao tài cho việc xe cộ, máy móc bị hư hao. Đề phòng tai nạn xe cộ nên cẩn trọng về lời nói khi giao dịch, giao thiệp, quan hệ tình cảm, dễ gặp thị phi, khẩu thiệt. Mong cầu về hôn nhân không tốt. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy không nên hấp tấp vội vàng trong sự quyết định mọi công việc có liên quan đến công danh tình cảm không nên di chuyển đi xa cẩn trọng trong việc đi đường sức khỏe không tốt có tin tức xấu về sức khỏe buồn mạng tình cảm công danh của người thân tránh sự thị phi tranh cãi đề phòng tiểu nhân nói xấu tung tin xấu tài lộc kém hoặc bỏ nhiều công lao mà không có kết quả hoặc nhận được thù lao ít ỏi tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày xung của buồn mạng Mọi dự tính trong công danh, tình cảm, tài lộc nên có sự cẩn trọng. Có những tình huống xảy ra ngoài dự kiến, cẩn trọng khi đi đường, sử dụng máy móc, xe cộ có rủi ro, tình cảm không tốt. Giao dịch, giao thiệp gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ. Ngày xung của buồn mạng, có nhiều công việc đến dồn dập cần phải có sự tỉnh táo để giải quyết. Vui buồn lẫn lộn, tài lộc vào ra nhanh chóng, cẩn trọng trong việc di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc sức khỏe không tốt tâm bất an tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày sung của buồn mạng không nên có sự đương đầu khi gặp những chuyện bất chắc hoặc gặp trở lực ngày có nhiều công việc đến phải lo toan tâm tình bất an nếu là việc quan trọng nên để vào một ngày khác giải quyết sức khỏe không tốt có tin buồn cẩn trọng về đi lại di chuyển tử vi tuổi mùi Tý mùi tương hại là điểm báo nhắc nhở người tuổi mùi sẽ có một ngày khá vất vả và chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần. Không những phải đối diện với khối lượng công việc đồ sộ mà còn phải lo đề phòng kẻ xấu hãm hại đường quan lộc cản bước đường thăng tiến. Đường tình duyên của con giáp này không mấy khả quan. Vợ chồng thiếu thời gian bên nhau nên dễ nảy sinh khoảng cách, lòng tin tưởng cũng vơi đi ít nhiều, dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào phá hoại. Đôi bên cùng chán nản và có cảm giác bế tắc về mối quan hệ này. Ngày 8 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ tí, sửu. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Tài lộc khó kiếm, không nên kéo dài công việc đem đến bất lợi. Sự cầu mong về quý nhân giúp đỡ không được như ý do có sự từ chối khéo, hoặc chỉ gặp trên điện thoại tránh sự thị phi tranh cãi có tin tức không tốt về sức khỏe công danh tài lộc của phái nữ trong thân tộc bè bạn tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy làm việc gì cũng nên hỏi ý kiến của quý nhân bậc cao niên hoặc cấp trên mới có lợi có tiền bạc đối với phái nữ sức khỏe tình cảm không tốt nếu cầu về hôn nhân cưới gà nên cẩn trọng gặp sự rời hẹn sai hẹn hoặc có vấn đề mới phát sinh đưa đến sự ngăn trở tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa trong gia đạo phái nữ gặp nhiều chuyện buồn phiền về công danh tình cảm trong lòng có nhiều bất an sức khỏe không tốt hoặc có nhiều chuyện phải lo nhưng không nên hấp tấp sẽ gặp rủi ro bất chắc tài lộc vào nhanh ra nhanh chờ đợi tin xa không có kết quả lỡ hẹn bội ước tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không nên mưu cầu những chuyện lớn lao dễ gặp sự đảo lộn không như ý hoặc có chuyện thay đổi rời chỗ rời hẹn cho công việc Sức khỏe không tốt chỉ thuận lợi cho việc nghỉ ngơi, sắp xếp suy tính lại những việc đã qua, đặt kế hoạch mới cho công việc sắp tới. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Sự việc gì cũng nên xảy ra trong một giai đoạn ngắn. Trong mọi việc không nên dây dưa, kéo dài, sẽ có chuyện bất lợi. Có sự giúp đỡ hoặc hao tán cho người khác. Gia đạo có hỷ sự. Tin xa vừa ý. Có tài lộc hoặc có lộc về ăn uống đám tiệc. Gặp bạn cũ. Có thêm bạn mới. tử vi tuổi thân bản hợp mang đến nhiều tin vui cho người tuổi thân trong hôm nay vận trình gặp hung hóa các mọi sự trôi chảy có thể tiến hành việc quan trọng trong thời điểm này tỷ lệ thành công khá cao hơn nữa bản mệnh vượng vận quý nhân các mối quan hệ xã giao ngày càng tốt đẹp thúc đẩy công việc trôi chảy sự nghiệp thăng tiến hơn nữa lại thêm tỷ kiên trợ lực tinh thần làm việc của những chú khỉ nâng cao bản mệnh có trí tiến thủ có tham vọng trong sự nghiệp nên luôn thể hiện thái độ cầu thị ham học hỏi từ người khác Điều đó giúp con giáp này dễ dàng ghi điểm với lãnh đạo. Không những công việc suôn sẻ mà chuyện tình cảm của người tuổi thân cũng hanh thông phơi phới. Tình yêu cứ thế đơm hoa kết trái, nhân duyên khác giới tốt đẹp, đào hoa vượng, rất có lợi cho người độc thân. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu, ngọ. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Không nên tranh cãi, tranh luận sẽ gặp chuyện phiền lòng, trách oán. Cầu hôn sự không tốt, Ngày tuy có tài lộc nhưng dễ hao tán cho đồ đạc vật dụng, xe cộ, máy móc nhà cửa. Tử vi tuổi Bính thân thuộc mệnh Hỏa. Chỉ nên đi xa trong những việc cần thiết như thăm người thân đau yếu, chữa bệnh, dự đám tang hoặc nhờ sự cố vấn của người khác khi mình có chuyện rắc rối. Dễ hao tài nhưng có lộc ăn. Trong chuyện tình cảm, giao thiệp nên có sự dè dặt về lời nói, tránh sự ngộ nhận, tranh cãi. Tử vi tuổi Mậu thân thuộc mệnh Thổ. Ngày nên đề phòng sức khỏe không tốt hoặc có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm hoặc lời hẹn ước trong công việc có tài lộng nhưng dễ hao tán về giao dịch tiền đáo hạn định kỳ tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đã đến lúc phải thay đổi hoàn cảnh công việc không nên trần trở có quý nhân giúp đỡ sự mong cầu về tiền bạc có kết quả chậm nhưng có hiệu quả trong tương lai nên đầu tư hoặc tiến hành kể cả vấn đề tình cảm tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim mọi việc không nên xem thường hoặc tự tin quá đáng vì sẽ có sự việc xảy ra ngoài ý muốn, trái ngược. Đề phòng sức khỏe không tốt, không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm, hoặc lời hẹn ước trong công việc. Có tài lộng nhưng dễ hao tán về giao dịch tiền đáo hạn. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu đối mặt với cục diện tương phá trong hôm nay nên công việc của bản mệnh gặp nhiều trục trặc do kẻ tiểu nhân dắp tâm hãm hại con giáp này quá vô tư chẳng biết phải phòng ai tránh ai biết người biết mặt không biết tâm nên rất dễ bị lợi dụng lúc nào không hay kiếp tài như tô thêm vào bức tranh ảm đạm ngày hôm nay của những chú gà một màu sắc xám xịt khi tài chính có dấu hiệu thất thoát khó kiểm soát nếu bản mệnh không cố gắng rèn cho mình thói quen suy nghĩ cẩn thận tính toán trước khi chi tiêu thì rất có thể tiền của sẽ không cánh mà bay bù lại chuyện tình cảm của người tuổi dậu khá tốt đôi lứa đạt được sự hòa hợp hiếm có, không còn nhiều mâu thuẫn và bất đồng như trước, những vết nứt tình cảm trước đó cũng được bù đắp lại, tình cảm càng ngày càng thêm mặn nồng. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, mùi. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Có sự thay đổi về phương hướng làm ăn, nơi ăn trốn ở. Không nên ngồi tại chỗ, nên đi gặp hoặc gọi người cộng sự để bàn thảo sự mong cầu về tiền bạc cần có sự nhẫn nại mới được kết quả nhất là đối với phái nữ là người giúp đỡ mình tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có sự thay đổi về công danh chức vụ tình cảm hôn nhân dù có gặp trắc trở chút ít nhưng đây là cơ hội tốt cho mình nên tiến hành người nữ có tài lộc người nam có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp đình đám gặp lại người xưa trốn cũ tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ không nên buôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả, nên chờ đợi, sắp xếp, vén khéo những công việc cũ, gia đạo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc. Có sự thay đổi bất ngờ ngoài dự tính về di chuyển, đi xa. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Ngày có đám tiệc hoặc có cuộc hội ngộ gặp gỡ thân nhân hoặc bè bạn đã được định trước hoặc có hẹn ước. Nếu là công việc nên cẩn trọng tình thế dễ có sự đảo ngược hoặc có người muốn xen vào chuyện của mình. Có tin xa. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim không nên buôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả, nên chờ đợi, vén khéo công việc, gia đạo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc nhưng cũng không nên kéo dài. Trong nhóm có người không tốt, nên giữ hòa khí. Tử vi tuổi tuất Công việc của người tuổi tuất trong ngày này khá thuận lợi nhờ sự giúp sức của thiên ấn. Tất cả cũng đến từ thái độ lạc quan, tích cực, cầu tiến nên bạn dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Hãy luôn để ý, lắng nghe để tâm tìm kiếm những cơ hội mới để thử sức và khẳng định mình. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng đông bắc để gặp Hỷ thần, hướng thần may mắn hoặc hướng đông nam để gặp Tài thần, hướng thần tài. Trong chuyện tình cảm, đôi bên xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt để bảo vệ cái tôi cá nhân của mình, không ai chịu lắng nghe đối phương nói gì, nghĩ gì người độc thân có nhiều nỗi niềm khó nói, dù rất muốn có được tình yêu nhưng những rào cản tâm lý khiến cho bản mệnh không dám mở lòng mình, e ngại bị tổn thương. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, hợi. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Cẩn trọng khi đi đường, dễ gặp rắc rối hoặc tai nạn về xe cộ, máy móc, gặp trở ngại về đường xá không tốt. Sức khỏe không tốt, có tin tức xấu của người thân về tình cảm, tài lộc, bổn mạng tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ tuy là ngày tốt nhưng cũng không nên tiến hành làm những việc lớn có tài lộc nhưng dễ hao tán trong việc chi dụng nợ đáo hạn tu bổ nhà cửa xe cộ máy móc thân nhân đau yếu hoặc có tang cẩn trọng khi sử dụng xe cộ đi đường nuôi súc vật không nên nhận xe máy móc nhưng nếu làm nghề rửa xe sửa xe máy móc thì tốt tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc mưu sự còn nhiều bất lợi không nên tiến hành tai nạn có thể đưa đến pháp luật kiện tụng có nhiều ưu phiền về tình cảm đau ốm khó khăn của người thân không nên di chuyển đi xa bất lợi gặp chuyện phiền lòng tiền bạc khó kiếm tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim mưu sự lớn lao gặp nhiều bất lợi không nên hấp tấp tiến hành hoặc quyết định nhanh chóng tài lộc có sự sai hẹn chậm chạp sức khỏe không được tốt có tin buồn của thân nhân cẩn trọng khi đi đường gặp rủi ro về xe cộ máy móc hoặc hao tốn trong việc sửa chữa đi lại đám tiệc tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy trong công việc mưu sự còn nhiều bất lợi không nên tiến hành hoặc làm việc trong sự cẩn trọng nên giới hạn mọi việc giao thiệp đừng nên sinh chuyện tai nạn có thể đưa đến pháp luật kiện tụng có nhiều ưu phiền về tình cảm đau ốm khó khăn của người thân không nên đi xa bất lợi gặp chuyện phiền lòng tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi hợi với người tuổi hợi thực thần mang tới cho con giáp này nhiều cơ hội để kiếm tiền đây không phải là chuyện gì quá viển vông nhất là với người đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán hãy vững tin vào bản thân mình và nắm bắt cơ hội ngay khi có được cát khí lan tràn còn giúp tình cảm có bước tiến triển theo chiều hướng tốt bạn nhanh chóng xóa bỏ những mâu thuẫn tình cảm trước kia và tạo dựng những kỷ niệm đẹp đẽ có thể tranh thủ cơ hội này để tiến thêm một bước bày tỏ tấm lòng với đối phương Tuy nhiên, hôm nay sức khỏe của bản mệnh bị ảnh hưởng phần nào. Bạn nên chú ý đề phòng những dấu hiệu bệnh tật và đi tới cơ sở khám chữa bệnh ngay khi cần thiết. Ngoài ra cũng nên điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, mùi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Có tin tức về tình cảm, sức khỏe, công danh, tài lộc của người ở nơi xa khiến mình có sự hao tốn tài lộc về giấy tờ, pháp luật hoặc do người cộng sự, cấp trên gặp rủi ro, gặp chuyện buồn ảnh hưởng đến danh phận, tiền bạc của mình. Tài lộc vào ra thất thường. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Trong gia đình có người đi xa hoặc thay đổi công việc làm ăn. Quay trở về chốn cũ, bạn cũ thì có lợi. Có tài lộc nhưng phải bị hao tốn hoặc phải bỏ nhiều công sức, phải bôn ba xoay sở. Có quý nhân giúp đỡ. Đề phòng sức khỏe không tốt, hoặc lo cho người thân về sức khỏe, công danh, nơi ăn trốn ở. Có tiệc tùng nhỏ tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc mưu sự còn bị nghẽn lối gặp trắc trở không nên tranh giành nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tức tốt về công việc cần tránh người muốn đem tình cảm kết bạn với mình nói chung công việc trước khó sau dễ tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim mọi việc chỉ nên giới hạn dù là cuộc vui hoặc giao thiệp cũng có nhiều sự bất lợi cho mình hoặc chỉ là chuyện vui bình thường dễ hao tài có người cần đến mình giúp đỡ hoặc nghe được tin xấu của họ sức khỏe không tốt việc mong cầu thường không được như ý chậm trễ khó quyết định tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy ngày có sự đáo hạn đến hẹn ngoài ra nếu có mưu sự gì thì dễ bị nghẽn lối gặp trắc trở không nên tranh giành nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tức tốt về công việc nhưng nếu là việc cần thiết thì nên cố gắng hoàn thành vì còn nhiều công việc ở phía sau ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hội họp gặp lại người xưa có người đi xa cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại